cố gắng cua xét xét bờ cua nhưng mà được không này vẫn chưa được. Chỉ số là tốc đánh từ cả ba tình huống phía trên. Sao không sao không sao, khoảng cách là rất gần và những pha kè xe như thế này thì hoàn toàn sẽ có thể khiến cho Trinh bị lỗi và ngay lập tức top 1 nó nằm trong tay của Trinh. Pha của xe tay ba này phải dí theo xe vô cùng là khó chịu đến từ gì, và liệu rằng có cơ sở nào dành cho thì cũng đang đứng đây đâu. Và đây xe tay ba đang bắt đầu phát huy sức mạnh của mình, một pha rút chân không rất tốt tới từ cả Heren. Nhưng hiện tại với một ECU tích lũy thì anh ta cũng sẽ là một mối đe dọa tới cả cái top 1 của Du. Và vừa rồi là một cái pha dính dứt nhẹ tới từ Heren vô tình kéo theo vị trí của anh chàng Slayer. Nhưng mà liệu rằng có góc hay không, này cái góc vẫn là chưa có, hy vọng là không có luôn. Nhưng mà bây giờ thì có góc rồi, anh chị ta vừa một con thằng đông. Nhưng mà bây giờ liệu rằng người ta giữ được cái thế thành công không? Ôi, một pha cả tôi. Và đó là top 1. Và khởi động được 4-14 tiếng ngủ ở đây, Quang có vẻ như là khởi động hơi bị chật nhiều một xíu, nhưng không sao, tại cái đoạn suy chuyển hướng thì Quang đang dần vươn lên. Ở trên thì Nonoji cũng đang rất là cà cưới Quang, nhưng mà như anh chàng này không qua suy chuyển hướng áo này Quang thôi, có nghĩa là Quang tiếp không cố mà khiến cho Quang lên lại được khóc một rồi. Cúp cua này hai bên áo này được trong rồi, Slayer bắt đầu lên tiếng và phà cái hơi nóng ấy vào vị trí của hai bên. Cúp cua này Echo của nó hai được bật lên là rất nhanh. Tại đây nhắc thi cho rất trên không và tốt đến từ vị trí của đội tuyển Việt Nam. Slayer có vẻ như là ao cũng từ vị trí của hai bên rồi, cách là rất ít nha, và tay đua cũng vừa tam mã rồi, nhưng mà chiếc vẫn là công thức một cái chi vẫn kèm chặt lẫn nhau, đang cố gắng tìm góc có cái góc nào chưa thì có góc, bây giờ có góc rồi nhưng vẫn kìm nhau 0.0 mà thôi, kì ngắt khác rồi. Nhưng mà khoảng cách này liệu rằng là có kịp cái không đây, nhưng mà không kịp rồi. Quang chiêu Echo của thứ hai được bật lên rồi, chơi rất rất lơ riết là rất tốt của từ Quang. Và bây giờ chỉ cần bật Echo lên và băng băng người đất đi, băng băng người đất thôi. Chắc chắn là như vậy rồi. Dành cho Quang rồi. Top 1 dành cho Quang, cái top 1 thứ 3 của trận đấu hôm nay. Có vẻ như hai bên đang là người làm tốt hơn, khi mà dần dần phạt có hơi nóng một chút Slayer rồi. Cúp cua này, Echo của T4 được bật lên, tốc độ đang rất cao. Slayer liệu rằng có mang về một cái top 1 đầu tiên cho mình hay không đây? Rồi đó là Slayer. 0.6 giây, 0.5 giây, cơ hội vẫn là có dành cho Shift, còn anh Tiên từng phải lỗi. Còn Isu cũng không được đẹp cho lắm. Ui, Shift đang lên được rồi. Đây rồi. Và Shift đã vượt lên được vị trí của Banky, thậm chí là Banky ta bị đẩy xuống là tầm 2 giây. Như vậy Shift sẽ dành cho mình cái top 1 chung cuộc trong ngày thi đấu hôm nay. Zing Speed Mobile, tốc độ bộc lộ kỹ năng.